vì là cái áp lực của chiến tranh khiến cho bà bị trở thành một người bị điên lặng. Và mẹ tôi cứ suốt ngày lang thang quanh thành phố, tóc tai. Và tôi đi học Cần Thơ, tôi rất là cay đắng. Có nghĩa là lúc nào bị nói là con của một người bị điên. Mà cái áp lực chiến tranh, bốn người em bị chết, là con trai mỗi mình mẹ tôi là con gái, thành con một luôn. Thế khi mà tôi tin, tôi biết đến Chúa là năm tôi 19 tuổi, thì cả một tuổi thơ của tôi là không biết học, chưa bao giờ biết ngẩng mặt lên để ngắm bầu trời luôn. Bởi vì tôi lúc nào cũng chỉ cắm đầu xuống đất vì cái sự tủi phận cho cuộc đời của mình. Nhưng đến khi tôi biết Chúa là năm 19 tuổi thì tôi nắm chắc vào Chúa. Và thực sự ra nếu như mà vào cái năm mà 96 bắt đầu tôi tin Chúa thì ai cũng biết rồi. Nói chung về xã hội thì ai cũng nghèo. Nhưng mà cái nghèo của tôi là nghèo vì mẹ là mang một trọng bệnh. Nếu mà bệnh tật bình thường không sao mà cái bệnh đó là một kinh khủng luôn. Vì nó ám ảnh cái tuổi thơ của mình vì mẹ mình suốt ngày bị treo, bị bêu diếu. Nhưng khi tôi nắm chắc vào Chúa thì hoàn toàn cuộc đời của tôi được bước lên bằng đức tin. Cho nên hôm nay hai cháu khi tiếp nhận Chúa thì tôi nói thật, có đức tin là có tất cả. Amen. Tôi từ một người không những nghèo mà không có một cái gì, mẹ con của một người bị tâm thần luôn. Nhưng khi mẹ tôi tiếp nhận Chúa, 25 năm sổ thần kinh trong bệnh viện bị quăng ra ngoài đường. Bởi vì chúng tôi tin rằng Chúa chữa lành. Và tôi nói, tôi đã từng đưa mẹ tôi từ lúc mà tôi hiểu biết và làm được đồng tiền nào, tôi cũng đưa mẹ tôi đi cúng và đi làm các nơi để giải thoát mẹ tôi mà không được. Nhưng đến khi tôi biết Chúa, tôi mới nhớ lại câu chuyện Chúa chữa người điên ở trong trong nghĩa trang. Tôi mới đưa mẹ tôi đến nhà thờ. Và khi tôi đưa mẹ tôi đến nhà thờ là mục sư không có nhà, chỉ có một người trưởng nhóm bây giờ là đang như hai cậu kia là mới tiếp nhận là chăm sóc hội thánh rồi, vì mục sư phải đi học. Và tôi nói rằng Chúa chữa lành mẹ tôi đưa đến phải cầu nguyện cho tôi khỏi. Cả hội thánh dùng mình vì bây giờ tin Chúa chỉ có mười mấy người thôi. Bây giờ một cô bé là vừa tin Chúa xong đức tin nói rằng đưa mẹ đến cầu nguyện giải cứu, mà mẹ tôi là một người đang bị điên lặng. Ai dám làm? Mà tôi đơn sơ lắm, tôi bảo không, đây là việc của thánh, hội thánh. Chúa nói Chúa chữa lành, tôi đưa mẹ tôi đến. Amen. Chủ nhà và tất cả những người trong gia đình dùng sợ. Có mười mấy con người toàn chỉ là Phaolô, những người thanh niên đang hầu Chúa không hiểu cái gì, rõ ràng kinh thánh làm sao bây giờ. Amen. Nhưng tôi nói không, Chúa nói là hôm nay Chúa chữa lành mẹ tôi phải đưa mẹ tôi đến đây. 25 năm tôi điên rồi. Mẹ tôi đến đây, mẹ tôi phải được khỏi. Amen. Ngợi khen Chúa, ngày hôm đó mẹ tôi được giải quyết. Amen. Cầu nguyện cả một ngày. Cả một ngày trời cầu nguyện liên qua buổi trưa. Không thấy động tĩnh gì, mọi người lui đi, không biết như nào. Hay một lửa chia ra ngoài, cầu nguyện điểm trợ mà một lửa trong nhà. Tôi ở ngoài hành lang tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi, nếu Chúa không trả lời con không đứng dậy, con quỳ gối đến khi nào mày trả lời con. Amen. Và một câu nói đức tin đó thì không còn ai đứng đằng sau đỡ mẹ tôi, vì cầu nguyện cho mẹ tôi bây giờ 45 tiếng rồi. Mẹ tôi vẫn cứ đứng ngây ra mà vì mẹ tôi bây giờ không phải là một con quỷ mà hàng đống tà trong người. Thì lúc bấy giờ không phải đỡ thì mẹ tôi đập bịch một phát xuống đầu đó. Nhưng gọi khẩn Chúa thật nhiều, tôi có đức tin, tôi nói là Chúa là đứng chữa lành. Amen. Và từ giờ cuộc đời của chúng con thuộc về Ngài. Và quý vị biết tuổi thơ của tôi suốt ngày chỉ chờ trực chùa Đông Khê, chợ An Đà, vì nhà tôi gần đấy, họ biết nhà tôi là gia đình như vậy, họ cứ mang đồ cúng vào. Khi họ mang xôi gà thì những ngày mà có những người cúng bốn chín ở đó hay là những điều họ vào mang vào. Tôi nói mẹ có tin Chúa không? Có. Vậy thì vứt những đồ này đi. Bởi vì từ ngày mai mình không bao giờ đói. Amen. Bởi vì ai cho Chúa không bao giờ đói. Và đến bây giờ tôi khẳng định rằng có những lúc tôi tuyệt cùng nhé, Chúa cũng không bao giờ để tôi đói. Amen. Vì mọi thứ ở trên đời này là của Ngài. Amen. Và ngày hôm nay tôi làm chứng một điều, đó là tôi hầu Chúa suốt bao nhiêu năm trời. Thực sự ra tôi không phải có phụ cấp, tôi làm hết lòng. Có những cái tôi âm thầm không ai biết. Nhưng đến một ngày kia có một con gái Chúa nói, mà tôi lang thang thuê nhà, lang thang ở hết nơi loại kia bảy nhà. Một cách đây 4 năm tôi đến và gặp một sư gì. Một sư gì nói tôi rằng chị sẽ có một khoản tiền. Tôi là ôi, đâu ra? Còn tôi nói hai đứa con gái tôi, 7 nhà, 6 ngôi nhà tôi thuê chuyển các nơi kia, các con tôi đều biết. Cứ lang thang lên đâu dẫn con đấy. Tôi nói con này, mua cái gì mới tôi nói cất đi vì mình sắp có nhà mới. Mà trong túi tôi không có đồng nào. Đến cuối 2016, tôi thấy Chúa cho nhà tôi đến tháng 30 Tết tôi chưa thấy gì. Giống như lúc bấy giờ ma quỷ còn muốn cướp cái đức tin trong tôi. Tôi không, rõ ràng tôi thấy Chúa nói là cho con nhà. Nhưng mà trong túi con không có gì. Có vài đồng bạn để vay nốt tôi. Con chú chị ơi, bạn vay nốt lấy đâu ra. Nhưng mà tôi nói Chúa ơi, con phải có đức tin. Chúa nói với con Chúa cho nhà, con phải có nhà. Tôi mua bộ lời mới rồi, con ơi cất đi. Và nhà mới mình dùng. Con ơi bộ thiền cất đi, và nhà mình dùng. Con ơi chiếu mới cất đi, và nhà mới dùng. Nhà thì chập chi bé như này mà sắp tin có nhà mới, chồng tôi bảo cô làm sao vậy, nhưng tôi nói Chúa cho. Khi tôi đi mua nhà, quý vị biết một điều rất lạ, tôi tìm cái nhà bé nhất bởi vì trong cái phạm vi tôi thấy Chúa cho. Nhưng
Nhưng cái người dân tôi đi mua nhà nói không, chị phải mua nhà này to nhất. Ôi, Chúa ơi, làm sao quá sức vì nhà này con phải thêm hơn 150 triệu nữa. Nhưng Đức Chúa Trời cho con một cái kỳ diệu. Và bây giờ chúng tôi có một ngôi nhà thật tốt. Cho nên tôi nói rằng có đức tin là có tất cả. Cuộc đời của tôi có được đức tin ngày hôm nay là tôi nhờ vào Abraham. Tôi sống theo hướng của Abraham. Những ai thuộc về Chúa Giê-xu là những người con cháu của Abraham. Amen. Là dòng dõi đức tin. Chúng ta không chỉ tin ở đây mà phải tin mình được vào thiên đàng. Nếu ngồi trong hội thánh tin rồi mình không được vào thiên đàng thì vẫn đi, mà phải tin rằng con là người của thiên đàng, con thuộc về thiên đàng. Và đấy là những lý do mà chúng ta sẽ thành công. Amen. Tôi tin rằng hai cháu ngày hôm nay khiến cho tôi rất khích lệ, bởi vì những cái lúc năm tôi cũng chỉ bằng các cháu, nhưng mà thầy Duy biết tôi rất tin á. Cho nên ban thanh niên bây giờ tôi làm trưởng ban thanh niên 6 năm không lúc nào vắng người cả, bởi vì lúc nào cũng tin được đông. Đấy là cái tin đầu tiên của tôi, và ban thanh niên bây giờ lúc nào cũng đông. Cho nên tôi tin rằng các cháu ngày nay lúc nào mà có tư tưởng tích cực và luôn tin rằng Chúa đang ở cùng với mình. Có những các cháu bây giờ còn không bị trải qua những thời điểm như tôi thì gì đập xe ra gặp công an. Tôi cảm Chúa, tôi có hai cô con gái rất yêu mến Chúa, đồng hành với Đức Thánh rất nhiều, và ông tôi hướng cho tôi và cái tương lai. Và cháu nói là con muốn mơ ước được hơn mẹ, cảm ơn Chúa, bởi vì con sau phải hơn những con trước. Đây là những cái điều mà tôi tin rằng hôm nay cũng khích lệ hội thánh rằng không có gì là thiếu khi chúng ta có Đức Chúa Trời. Amen.